Xin chào quý vị và các bạn. Dù các tòa tháp bên khu phức hợp Ba Son chưa hoàn thành, còn thi công nhan nhở, nhưng với góc này thì hướng nhìn về cầu Ba Son vẫn thực sự quá đẹp, dây skyline rất hùng vĩ. Chắc chắn chỉ hơn năm nữa, khi các tòa tháp đó hoàn thành toàn bộ, với mặt dựng bóng loáng thì góc view sẽ càng cực đỉnh hơn. Đặc biệt nếu đi dọc bờ sông, sẽ được chiêm ngưỡng dãy tòa tháp cao tầng hiện đại của thành phố, nhìn sẽ lác mắt cả ngày lẫn đêm, nổi trội với nhiều điểm nhấn kiến trúc. Ở đầu đường phía xa là tòa tháp Landmark 81 rất đồ sộ, ghép chồng so le nhau. Vượt qua Landmark 81 tới đoạn giữa sẽ gặp tòa tháp Marina Central 55 tầng. Dù có dáng hơi mỏng cơm nhưng có kiến trúc phá thế vuông vức, phình to ra, nằm sát trên đỉnh cũng rất độc đáo. Dáng vượt qua thì gặp tòa tháp Biteco có dáng bông sen đón chờ. Còn ai cố vượt qua xíu nữa thì bao nhiêu cái đẹp thấy được, cảm thấy mất hứng với tòa tháp IFC One Sài Gòn, có hình dáng banh càng nằm dài ra đó. Và nhìn hình ảnh mới của công viên bờ sông Sài Gòn hoàn thiện các mục còn lại. Sau thời gian dài thi công, tới đầu năm 2024, thì khu Ba Son đã có được bộ sưu tập rất đồ sộ. Đã lấp dần những khoảng trống, thay đổi hẳn bộ mặt bờ Tây sông Sài Gòn nhờ dãy tòa tháp lắp phun kính toàn bộ. Tòa tháp Marina Central 55 tầng đã vươn lên được hình dáng cao lớn, chỉ còn hơn 10 tầng nữa là đụng nóc. Còn 3 tòa tháp Grand Marina Sài Gòn, một tòa cao 45 tầng đã sắp cất nóc và 2 tòa cao 47 tầng, thì đang dần hoàn thiện rất nhanh. Nhìn bờ Tây Sài Gòn rất đẹp, tiềm lực chưa mạnh, nhưng được như này là một quá trình tích lũy lâu dài mới hoành tráng như thế. Còn bờ Đông sông Sài Gòn cũng rất đáng chờ đợi, nhưng đợi quá lâu. Do vậy đối với những người yêu thích skyline, đã mất công chờ rồi, thì nếu tòa tháp 86 tầng mọc lên sớm trước là một niềm vui lớn, còn mấy tòa tháp khác bao giờ mọc lên cũng được, dù mọc lên rất muộn sẽ không làm giảm đi niềm vui đó. Tòa 55 tầng sau khi hoàn thành, chắc chắn là điểm nhấn của khu phức hợp này, nhưng nó cũng làm dày hơn điểm nhấn, làm đẹp cho đoạn giữa của đường chân trời bờ Tây sông Sài Gòn. Vì hiện tại, đoạn giữa của đường chân trời này có một số tòa tháp cao đồng đều nhau, nhưng vẫn còn thiếu một điểm nhấn nổi bật. Do vậy khi tòa tháp 55 tầng với 240m chiều cao hoàn thành, nó sẽ giúp cho đoạn giữa của đường chân trời trở nên hài hòa và cân đối, với điểm đầu là Landmark 81, cuối là Biteco. Hiện tại tòa tháp đang thi công lên tầng không có gì phải phàn nàn, đang trên đường trở thành biểu tượng mới. Phần kết cấu trên khối tháp đã thi công vượt qua tầng 41, với phần lõi thang máy đang ở tầng 48. Còn sàn tầng thì một nửa sàn ở tầng 42, còn nửa sàn ở tầng 41. Có bạn nào biết thì chia sẻ mọi người cùng biết lý do là vì sao tới tầng chuyển này lại thi công lệch sàn đến một tầng như thế. Trong khi lắp kính của tòa tháp đã leo đến tầng 29. Điều đáng chú ý nhất là điểm nhấn của tòa tháp là vườn treo trên không trung, sẽ có gần chục tầng sẽ phình to ra so với kiến trúc vuông vức của khối tháp, nơi sẽ đặt tầng chuyển, bắt đầu từ tầng 36 đến 43. Do điểm đặc biệt này, nên nó đã tạo ra mặt dựng khác biệt, để phá thế vuông vắn của mặt dựng khối bên dưới và khối bên trên. Theo chia sẻ của nhà thầu nhôm kính thì tại tầng chuyển này, nhà thầu làm các tầng vườn treo bằng cách sử dụng hệ chip window kết hợp với ốp nhôm trang trí để tạo hiệu ứng giật cấp cho 8 tầng đó. Hiệu ứng mở rộng ra bên ngoài, giúp khu vực tầng chuyển trở nên nổi bật và ấn tượng hơn, do phá vỡ được mặt dựng quá đồng đều ở bên dưới và bên trên tòa tháp. Để đối phó với thi công khác biệt với hệ nhôm kính với các tầng bên dưới, nhà thầu cũng vừa cho lắp đặt sàn thao tác vươn ra bên ngoài ở tầng 36, như hình ảnh. Và cũng có thể thấy là ở biên sàn các tầng đó, cũng có khác đi với mép sàng tầng dưới, vì ở đó còn chờ thêm thép để thi công bê tông cho công việc tiếp theo.
còn tới công viên bờ sông, vườn hoa hướng dương đã nở rộ. Khu nào chơi thì cứ chơi, khu nào còn làm thì rào chắn lại, làm cho xong. Việc người nào thì người đó làm. Trước mặt là nơi lắp cho màn hình LED khủng nhất Việt Nam, lớn nhất trong 3 màn hình LED đặt tại công viên bờ sông Sài Gòn. Màn hình lên tới 9.000m², kéo dài hàng chục mét đất. Dãy 10 trụ chống đỡ để treo màn hình sắp lắp đặt xong. Như hình ảnh thì đã lắp 8 trụ cao hơn 25m, còn 2 trụ bên dưới là chưa lắp. Và phía sau đã có nhóm thợ đang dàn trận lắp khung thép để tạo khung treo màn hình cực đại lên dãy trụ. Với diện tích màn hình rất khủng như thế, chắc chắn khi phát hình ảnh thì sẽ sáng rực cả bầu trời. Độ sáng của nó sẽ phủ sang tới công viên bến Bạch Đằng. Trên cao nhìn vườn hoa hướng dương, bông đã nở rộ rất đẹp. Sát đó thì đài tròn phun nước đã rõ ráng hơn, hiện đang thi công ở vòng tròn trung tâm của bể. Tới khu vực gọi là công viên đá thì tới nay chưa ra hình thù gì cả. Còn sân chơi thứ hai của công viên vẫn đang lát gạch tạo hình. Bên phải cũng sẽ đặt 1/3 màn hình LED nằm sát phía sau hàng cây xanh. Vị trí này sẽ có 3 trụ thép đỡ màn hình, nhưng hiện chưa thấy lắp trụ nào cả.